COVID-19 và giữ đạo. Chưa bao giờ một vi khuẩn bé tí tẹo mới cuối năm ngoái còn vô danh tiểu tốt bỗng trở thành mối đe dọa toàn cầu, khi làm mọi người hoảng loạn, hoang mang do sức công phá kinh khủng nhanh chóng và tàn bạo. Sức công phá vũ bão không những đang làm rối loạn, điên đảo toàn bộ sinh hoạt của con người trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục, chính trị, kinh tế, xã hội, mà còn làm đảo lộn sinh hoạt tâm linh, hoạt động thờ phượng của các tôn giáo trên khắp địa cầu. Vì lệnh cấm tập trung, hội họp do sợ bị lây nhiễm, các nhà thờ bị đóng cửa, thánh lễ không được cử hành cho cộng đoàn, các lớp giáo lý tạm ngưng, nhiều giáo phận cho phép xưng tội tập thể. Và ngay tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco cũng thay đổi hầu như toàn bộ sinh hoạt mục vụ của Ngài và chấp hành những biện pháp ngăn chặn virus đại dịch được chính quyền Ý ban bố. Đứng trước sức xâm lấn ngạo mạn, ngang ngược của COVID-19 và những biện pháp mục vụ được đưa ra bởi các đấng bản quyền, không ít người tín hữu đã có những cảm nghĩ trái chiều. Có người cho rằng những biện pháp như đóng cửa nhà thờ, hạn chế sinh hoạt tông đồ giáo dân, ngừng các lớp giáo lý, chỉ cho phép rước lễ bằng tay là những hành động biểu lộ một đức tin yếu kém, một tinh thần nhu nhược, chạy theo chỉ đạo, hướng dẫn của thế gian, thế quyền, mà không biết lợi dụng cơ hội khó khăn, thử thách của dịch bệnh để làm chứng đức tin, sống tinh thần quả cảm, anh dũng, bất khuất của tiền nhân tử đạo. Có người cho rằng chính lúc này hơn bao giờ hết, giáo hội phải chứng tỏ là giáo hội của Đức Kitô, giáo hội có Chúa Kitô, một giáo hội vượt trên tất cả đe dọa, dù đe dọa đó đến từ đâu. Và điều phải làm là kiên cường sống chết, liều lĩnh hy sinh với những gì giáo hội đang là, đang có, mà không còn phải thay đổi, thích nghi cho phù hợp. Hơn nữa, những kiểu cách chạy theo xu hướng thế tục, răm rắp tuân hành chỉ thị của thế quyền sẽ chỉ làm giảm thiểu lòng tin của người tín hữu vào ơn phù trợ của Thiên Chúa. Thực ra, không chỉ ở Việt Nam, mà ngay giữa Thánh Đô Roma, sau khi lệnh đóng cửa các nhà thờ trong toàn giáo phận Roma của Đức Giám quản Roma, cũng có những phản ứng tương tự, không chỉ từ thành phần tín hữu, mà còn từ một hồng y có thế giá. Ở Pháp cũng không tránh được tình trạng này. Khi một giáo mục giáo phận lên tiếng không đồng ý với việc đóng cửa nhà thờ, hạn chế các sinh hoạt phụng vụ của các giáo phận khác. Đứng trước đại dịch và những quyết định của các đấng bản quyền, người viết với tư cách một tín hữu xin được chia sẻ với bạn một vài suy tư. 1. Giáo hội là mẹ luôn che chở, bảo vệ sự sống của con mình. Nếu nhìn giáo hội là một cơ chế cứng cỏi, một cơ cấu hành chính chặt chẽ, một pháo đài giáo lý mang tính phòng thủ, chiến đấu, chúng ta sẽ không thể hiểu được ý nghĩa cũng như giá trị của những quyết định mục vụ trước những đe dọa chính sự sống của giáo dân do COVID-19 mang lại. Khi quyết định đóng cửa nhà thờ, ngừng các sinh hoạt phụng vụ, giáo hội hành xử như người mẹ yêu thương con bằng tình mẫu tử bao la và với quyền bảo vệ bằng bất cứ giá nào sự sống của đàn con, vì chỉ một mình mẹ là người đã cho các con sự sống. Khi quyết tâm bảo vệ sự sống của đoàn chiên, giáo hội xác tín Thiên Chúa là sự sống, là Thiên Chúa hằng sống, là đấng ban sự sống cho muôn loài, nên sự sống là món quà quý báu con người nhận được từ Thiên Chúa. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn trân trọng và gìn giữ sự sống mà người đã ban cho nhân loại. Khi chọn Abraham làm tổ phụ dân riêng,
Thiên Chúa đã ban cho ông Isaac con trai duy nhất khi ông và vợ ông đã luống tuổi, để ông biết Thiên Chúa từ nay ông tôn thờ là Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa ban sự sống. Ngài còn đi xa hơn khi cho thiên sứ đến ngăn tay ông, không để ông làm tổn thương sự sống của con trai Isaac, khi ông vâng lời đem Isaac lên núi giết đi làm của lễ tế Gia-vê Thiên Chúa, như tập tục tế sống con người cho các thần trong các tôn giáo ngẫu thần thời đó. Một lần nữa, Thiên Chúa mặc khải cho ông và dân riêng. Ngài không muốn của lễ dân Ngài là mạng sống con người, vì sự sống con người là điều quý giá trước mặt Ngài, bởi do chính Ngài đã trao ban. Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu cũng đã khẳng định Ngài không để kẻ trộm, người chăn chiên thuê hay sói rừng hãm hại hay lấy đi mạng sống của chiên Ngài, nhưng cứng rắn quả quyết: tôi chính là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Chúa chiên nhân lành là Đức Giêsu, không giống như kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy, hay như người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy, sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Nhưng Ngài tự ý hy sinh mạng sống mình để cho chiên được sống và sống dồi dào. Như thế, mục đích hy sinh của một tử nhân lành là chiên của ông được sống và sống dồi dào. Dồi dào đây là được no nê, ấm áp, được yêu thương, cưng chiều, được hạnh phúc, bình an. Hình ảnh một tử nhân lành là giáo hội với các đấng bản quyền, với quyền yêu thương, chăn dắt. Sở dĩ là quyền yêu thương chăn dắt, vì chăn dắt không yêu thương sẽ không là một tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, nhưng sẽ chỉ được gọi là kẻ chăn thuê hay tên ăn trộm. Do đó, quyết định của mục tử trước những nguy hiểm đe dọa sự sống của đoàn chiên, như đại dịch COVID-19 đang đe dọa tính mạng của mọi người, phải được hiểu là quyết định xuất phát từ tình yêu mục tử đối với đoàn chiên, từ bổn phận bảo vệ đoàn chiên khỏi nguy cơ bị giết hại. Và chúng ta hãy tín thác phân phục thi hành với lòng yêu mến, biết ơn. 2. Phải thận trọng phân định giá trị của lệ luật và giá trị của con người. Khi bực bội, khó chịu trước những quyết định đóng cửa nhà thờ, hạn chế thời gian cử hành phụng vụ hoặc các biện pháp khác nhằm tránh lây nhiễm và bảo vệ tính mạng của cộng đoàn, chúng ta vô tình rơi vào tinh thần vị luật của các luật sĩ quá khích và pha-ri-siêu cực đoan bảo thủ ngày xưa đã phản bác, bắt bẻ Đức Giêsu khi Ngài chữa người bị bệnh bại tay trong ngày Sa-bát là ngày cấm làm việc theo luật Mô-sê. Trả lời họ, Đức Giêsu khẳng định ưu tiên luôn dành cho con người, cho sự sống và hạnh phúc của con người, cũng như khi các môn đệ bứt lúa để ăn vì đói, khi băng qua một cánh đồng trong ngày Sa-bát, Ngài đã lên tiếng bênh vực các ông trước lời khiển trách nặng nề của những người pha-ri-siêu vị luật. Con người có giá hơn lề luật, bởi ngày Sa-bát được tạo ra cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Thực vậy, hạnh phúc của con người đang sống là điều lành, việc tốt con người phải làm cho nhau và được đặt thành ưu tiên, bởi đó chính là vinh danh đích thực của Thiên Chúa, đồng thời là đòi hỏi của giới luật mới yêu thương. Nay COVID-19 ập tới, đe dọa tính mạng của con người, thì luật đi lễ ngày Chúa Nhật cũng như nền nếp sinh hoạt phụng vụ, tất cả có thể được thay đổi, đình chỉ, tạm ngưng vì lợi ích chung của đoàn chiên, và điều này không được hiểu như hành vi bất tuân lệnh Thiên Chúa hay vi phạm giới luật của Ngài. Thái độ bất mãn với giáo quyền trong việc đình chỉ sinh hoạt phụng tự cũng nói lên tinh thần gắn bó sai lệch của chúng ta vào những nghi thức bên ngoài, mang nặng tính phô trương, biểu dương lực lượng,
để rồi đức tin bị điều kiện hóa bởi những hình thức không luôn cần thiết mà không ăn rễ sâu nhờ đời sống nội tâm cầu nguyện và thực hiện đức ái, trong khi cầu nguyện thì không bị lệ thuộc bất cứ hoàn cảnh nào, và đức ái thì không thế lực, chướng ngại, sức mạnh nào có thể hạn chế, ngăn chặn. 3. Thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Đức Giêsu bên bờ giếng Gia-cốp đã chẳng nói với người phụ nữ Samari: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hoặc tại Jerusalem, nhưng giờ đã đến và chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những người thờ phượng người như thế, Thiên Chúa là thần khí và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Nói như thế, không có nghĩa chúng ta phủ nhận giáo hội hữu hình, chối từ giáo phận, phủ nhận giáo xứ, nhà thờ và rút lui vào cái tôi, co cụm, một mình khép kín với thần khí và sự thật. Hoàn toàn không. Vì giáo hội là một gia đình, một cộng đồng yêu thương, đoàn lữ hành đang cùng bước đi, nên gắn bó, hiệp thông, với đầu là Đức Giêsu và với nhau là những chi thể của thân thể màu nhiệm là đòi hỏi tiên quyết. Là người Kitô hữu trong giáo hội, chúng ta không lên thiên đàng cô đơn, cô độc, lủi thủi một mình, nhưng lên với nhau, cùng nhau lên, cùng nhau về nước trời. Cùng nhau thực hiện hành trình về nước Thiên Chúa dưới sự lãnh đạo của Đức Giêsu, mục tử và sự cộng tác của các đấng bậc được Thiên Chúa tuyển chọn để quản trị, chăm nom, dẫn dắt đoàn chiên được trao phó. Do đó, hiệp thông là yếu tính của giáo hội, hiệp nhất là đòi hỏi của người Kitô hữu, nên trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, người tín hữu phải gắn bó, hiệp nhất, hiệp thông với tất cả mọi thành phần trong giáo hội, vì đức tin của giáo hội là hiệp nhất, hiệp thông. Chính vì có hiệp nhất trong giáo hội mà chúng ta mới thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật được. Cũng không phải lệ thuộc vào một đền thánh, đền thờ hữu hình ở một nơi chốn nào. Chính nhờ đức tin hiệp thông của giáo hội mà chúng ta được hoàn toàn giữ phần, được trọn vẹn tham dự vào sức sống và tình yêu của giáo hội, là hiền thê yêu dấu của Đức Giêsu trong những hoàn cảnh không thể đến nhà thờ, không thể sinh hoạt phụng từ, không thể cử hành thánh lễ. Vâng, Covid-19 đặt chúng ta, những người Kitô hữu, vào một hoàn cảnh mà phần đông chưa bao giờ thấy. Ở vào hoàn cảnh đặc biệt này, chúng ta cần hiểu biết chính xác ý nghĩa và giá trị đức tin của các quyết định từ các đấng bản quyền, để không ai, không thế lực thần dữ nào có thể lợi dụng tình thế hầu làm suy yếu ở chúng ta đức tin và lòng tin tưởng, tín nhiệm ở mẹ hội thánh. Bởi trong những thời khắc khủng hoảng, thời điểm tinh thần dễ bị chao đảo, lung lay, mà quỷ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội đánh phá đức ái giữa đoàn chiên và mục tử trong giáo hội, bằng khủng bố tinh thần hiệp nhất và triệt hạ tinh thần hiệp thông, bằng giấy lên ngọn lửa kiêu căng, bất tuân phục. Hiệp cùng Hội Thánh Việt Nam và toàn cầu, chúng ta xin Chúa cứu thế giới khỏi đại dịch Covid-19 nguy hiểm và ban bình an cho tất cả mọi người trên thế giới. Lời cầu nguyện chân thành ấy chắc chắn sẽ đẹp lòng Chúa gấp bội nếu chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong tinh thần hiệp thông với giáo hội và tinh thần phân phục của đoàn chiên, biết và lắng nghe tiếng mục tử của mình. Những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, biết rõ chiên mình, gọi tên từng con, mang vào mình mùi chiên và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Xin cho con thấy tôn nhan dịu hiền, xin thương dân Chúa tháng ngày điều linh. Con luôn tin nơi ơn Ngài cứu độ, vào tình Chúa yêu thương hộ phù. Lạy Chúa, con tin, con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống. Lạy Chúa,
trông cậy hết lòng, con yêu Chúa hết tâm hồn, hết chi con. Xin thương nâng đỡ con trong cuộc đời, nên nơi nương náu lúc gặp nguy nan. Khi con giao tranh Chúa nên sức mạnh và là thô ấn che chở an toàn. Lạy Chúa, con tin, con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống. Lạy Chúa, con tin, con trông cậy hết lòng, con yêu Chúa hết tâm hồn, hết trí con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.